Hiện tại mình đang có mặt ở Royal City và như bạn có thể thấy thì hôm nay thời tiết đang khá là đẹp trời. Hôm nay thì mình sẽ đi tán gái và hành trang của mình hôm nay sẽ chỉ là chiếc iPhone. Thì như các bạn biết, bây giờ tán gái một iPhone thì rất là khó. Những dòng máy cao cấp, đắt tiền như là Vertu hay là Moviado thì được rất ít những bạn gái biết đến. Và tất nhiên thì chúng ta không nên đem những chiếc máy đó ra tán gái rồi, thì không ai biết là gì cả. Và không thể dòng nữa, mình đi tán gái luôn. Cho mình nhờ một chút được không? Mình chỉ nhờ bạn khoảng 2 phút thôi. Sao? Sao bạn này á? Mình nhờ cả hai bạn được rồi. Chắc các bạn biết đây là điện thoại gì đúng không? Vâng. Là gì nhỉ? Con gì? Chắc là 5C. Chắc là 5C. Nếu như không phải thì sao? Không phải thì thôi. Đây là iPhone 5C. Bạn thấy là chiếc máy đang dùng hoàn toàn bình thường đúng không? Vâng. Đấy, bình thường đúng không ạ? Vâng. Mình đến 3 nha thì bạn sẽ thả nhá. À. 1 2 3. Thẳng vãi. Chết rồi. Chết rồi. Chúng ta sẽ cùng xem là cái chiếc máy này có còn hoạt động được không. Và như mình thấy ở đây thì không hề có một vết vỡ, vết nứt nào cả. Màn hình hoàn toàn bình thường. Nghĩa là chiếc màn hình của chiếc iPhone này không hề bị vỡ mà vẫn sử dụng bình thường thì bạn sẽ cho mình số điện thoại cũng như là Facebook cá nhân và bạn sẽ kết bạn giúp với mình được không? Như thế quá đơn giản, bạn chẳng có gì để mất cả. Chắc chắn là nó sẽ không vỡ mà. 1 2 3. Để mình xem nào. Có vẻ như là chiếc máy không hề bị làm sao cả. Và màn hình cũng không hề bị vỡ. Chào các bạn, mình có thể làm phiền các bạn một chút được không? Gì ạ? Mình có thể làm phiền các bạn một chút được không? Làm gì ạ? Không, mình chỉ muốn nhờ các bạn một chút khoảng 2 phút thôi. Nếu đấy anh hỏi thì anh hỏi luôn nha, chứ đừng phỏng vấn như cái đợt mà phỏng vấn phụ khoa đấy nha. Em không liên quan đến phụ khoa. Anh hỏi thì anh hỏi luôn đi. Nè mà. Đâu bây giờ nhá. Bây giờ bạn giơ chiếc điện thoại ra ngang với khuôn mặt của bạn đi. Giơ ngang như thế này này. Giơ thế này này. À, không có gì, bạn không có gì để mất cả. Vỡ không bên ngay. Nào, mình đếm nào. 1 2 3 thả. Được rồi, bạn cứ để yên mà, cứ để yên. Hình như là không vỡ cái gì cả. Vỡ làm sao được? Thế thì bạn thử thả điện thoại của bạn xuống xem có vỡ không? Cái quai của em á? Ừ. Lưng như lưng trứng hứng nha. Ờ, mình nhớ rồi. Dạ. Được rồi, giờ bạn cầm chiếc máy này. Mình sẽ nhờ bạn thả rơi chiếc máy này xuống đất. Đó là được không? Nhưng mà bạn nghe kỹ lời mình nói đã. Sau khi thả rơi chiếc điện thoại này xuống đất ý, mà nếu như cái màn hình của chiếc điện thoại này mà vỡ thì bạn sẽ thắng. Bạn là người thắng và mình sẽ quà cho bạn. Còn nếu như chiếc điện thoại này mà màn hình của nó không vỡ mà vẫn có thể sử dụng bình thường thì bạn sẽ thua. Và các bạn sẽ mất gì cho mình? Đã phải mất một cái gì đó. Cái này nhá, nếu như mà bạn thua ấy, thì bạn có thể cho mình số điện thoại cũng như là Facebook được không?
bạn không có gì để mất mà. Được rồi, bây giờ bạn giúp mình. Rồi, bạn sẵn sàng chưa? Mình đến từ 1 đến 3 nhá. 1 2 3 Không quý. Có vẻ như là bạn đập hơi mạnh đấy, mình chỉ yêu cầu bạn thả thôi. Như mình thấy thì bạn có vẻ khá là mạnh tay. Có lẽ là mình chỉ yêu cầu bạn thả thôi. Thế là bạn chắc là bạn ghét mình đúng không? Không. Mình không có ý gì cả. Ở đây mình bạn chẳng cũng chẳng có gì để mất. Thế là bạn ghét mình rồi. Thôi dù gì cũng cảm ơn hai bạn. Vâng. Bảo là thả để cho nó rơi đất thôi, bạn này ném này thì đỡ làm sao được. Giờ màn hình tắt luôn, không lên được nữa. Mà nhìn nó vẫn bình thường, chả có vết vỡ, vết xước gì cả. Vẫn có cả tiếng ấy mà. Vẫn có cả tiếng chụp ảnh màn hình cả. Điện thoại, biết đây là điện thoại gì không? iPhone ạ. iPhone, anh nhưng mà bạn biết là iPhone gì không? Thì lạ lạ. iPhone gì đấy? Đây là iPhone 5C. Nó có thể cầm cho mình chiếc máy này và thả. Thả xuống á? Thả xuống đất. Thả xuống đất. Bạn đứng lên. Đây, thả cầm. Bạn sẵn sàng chưa? Mình đến từ 1 đến 3 thì bạn thả đất nhá. 1 2 3 Không, mình bảo bạn thả để úp màn hình xuống cơ mà. Nhưng mà thả thì nó không úp được thì sao? 1 2 3 Lần này có vẻ người khá thẳng đấy. Dần lên. Như thế nào? Vẫn bình thường ạ. Vẫn bình thường à? Thế các bạn có thấy là có vết xước sát nào ở trên ở xung quanh không em? Không có. Gần như là cái cú rơi không hề ảnh hưởng đến vỏ của chiếc điện thoại đúng không ạ? Vâng ạ. Thế bạn thấy là nó có bền không? Chắc là có. Đây không? Vâng, nó hơi xước rồi nhá. Không sao đâu ạ. Màn hình không hề bị vỡ đúng không ạ? Vâng ạ. Và gần như là chiếc máy không hề bị hư hại gì. Thế bạn có suy nghĩ gì? Thì nó cũng khá bền. Cái phone này khá bền đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn bạn. Vậy là bây giờ giờ bạn thấy là chiếc điện thoại không hề bị vỡ màn hình đúng không? Vâng. Thế bạn thấy chiếc điện thoại này như thế nào? Nhưng mà nó xước rồi. Tất nhiên rồi, bởi vì bạn thấy là nền bê tông, nền xi măng như thế này làm sao có thể tránh được. Và chiếc điện thoại này đã bị xước được trước cơ, chứ không phải đến lúc là bạn đánh rơi mới xước đâu. Thế bạn thấy chiếc điện thoại này như thế nào? Dạ, lời tóm lại là bền anh ạ. Nó bền đúng không? Thế bạn có thấy thích chiếc điện thoại này không? Em thích ạ, anh cho em đi. Thế là bây giờ bạn đã thua cuộc rồi đúng không? Thế bây giờ bạn tính thế nào đây? Bây giờ bạn hôn mình hay là để mình tự hôn? Rồi nhá, bây giờ bạn đã thua rồi. Và bây giờ bạn phải thực hiện cái yêu cầu của mình. Như ban đầu, như cái thỏa thuận ấy. Đó là bạn phải cho mình số điện thoại cũng như là địa chỉ Facebook. Được không? Tuy nhiên không liên quan gì đến phụ khoa. Không liên quan gì đến phụ khoa hết. Cho thì cho. Rồi cho nhá. Thế giờ mình sẽ tính luôn. Ôi, em đang có việc mà anh em cũng phải đi phòng rồi.